Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ review đó chính là chiếc vỏ cây First Player Firebase X7 ở đây. Với mức giá bán lẻ khoảng tầm 1,3 triệu đồng thì tất nhiên nó sẽ phải có đó chính là kính cường lực. Nhưng mà chi tiết hơn thì trước tiên chúng ta sẽ phải khui hộp em nó đã. First Player Firebase X7 thuộc dạng Mid Tower và có kích cỡ khá là nhỏ gọn. Và với mức giá khoảng tầm 1,3 triệu đồng thì Firebase X7 vẫn mang lại rất nhiều tính năng ăn chơi và có phần còn mạnh mẽ hơn rất nhiều sản phẩm có mức giá cao hơn khác. Kính cường lực là trang bị tất yếu của tất cả các vỏ cây gaming hiện tại bởi sự vượt trội về độ trong suốt cũng như là chống xước. Điểm yếu duy nhất đó chính là khả năng rơi vỡ cao hơn Mica, nhưng với việc cường lực và cẩn thận một chút thì khi sử dụng thì đấy cũng không còn là nhiều vấn đề nữa. Và trang bị kính cường lực này sẽ xuất hiện trên cả hai mặt, đó chính là mặt trước và mặt bên cạnh của Firebase X7. Và với hai mặt kính cường lực thì gần như toàn bộ Firebase X7 sẽ là mặt phẳng và có chăng chỉ là hai bên mặt trước được phát cong một chút, có khe để hút gió. Ngoài ra thì mình cũng rất thích cách mà First Player cắt tấm thép gắn quạt bên trong dạng tổ ong. Khi mà gắn quạt LED thì nhìn sẽ đẹp hơn khá nhiều so với cắt chống toàn bộ. Khu vực cổng kết nối bên trên bao gồm hai cổng USB 3.0, một cổng USB 2.0, nút bật tắt, nút reset, hai jack audio được gắn liền ở bên trong thân cây, nên việc tháo mặt trước khá là dễ dàng và ngoài ra thì cũng sẽ liên lạc hơn. Miếng lọ bụi xuất hiện ở trên mặt nóc và khu vực nguồn nên việc tháo ra để vệ sinh cũng rất là dễ dàng. Nóc của cây được hỗ trợ gắn tối đa hai quạt 140mm và không hỗ trợ gắn radiator. Bên trong Firebase X7 rất tiếc là không đi kèm quạt nào, nhưng các bạn lại được tặng 3 chiếc quạt LED khi mua cây, nên chúng ta có thể tạm coi là có 3 quạt đi kèm và các bạn có thể gắn đâu tùy ý muốn. Và khe mainboard được cắt lỗ khá là rộng để lắp các loại tản nhiệt, nhưng các bạn yên tâm là không hề bị yếu đi tại vì thép được gia công khu vực này rất tốt. Chỗ đi dây hơi buồn là không có cao su để đi dây đẹp hơn, nhưng gần như không một chiếc vỏ nào trong tầm giá này có trang bị ấy nên chúng ta không cần quan tâm cho lắm. Khu vực che nguồn là điểm mới thích nhất ở chiếc vỏ cây này. Nếu như trên rất nhiều các sản phẩm khác, kể cả những sản phẩm cao cấp hơn, thì khu vực này bị bọc kín hoàn toàn nên nếu các bạn dùng những chiếc nguồn xịn đẹp thì lại không thể khoe được. Trên Firebase X7 thì lại cắt khá là đẹp và hoàn toàn để lộ được tên và logo chiếc nguồn bên trong, nhưng vẫn che hoàn toàn được tất cả các cáp kết nối. Firebase X7 hỗ trợ tối đa hai ổ cứng 3,5 inch ở khu phía dưới và 3 ổ SSD 2,5 inch có thể gắn ra ngoài để sâu trong trường hợp bạn không sử dụng tản nhiệt nước custom. Nói đến tản nhiệt nước thì khả năng hỗ trợ của Firebase X7 sẽ là tối đa một radiator 360mm ở mặt trước nếu không sử dụng ổ 3,5 inch. Nếu sử dụng thì chỉ còn là 240mm hoặc là 280mm với độ dày tối đa cả quạt khoảng 55mm. Và bây giờ bên tay phải mình đây đó chính là một cấu hình gaming tầm trung với chiếc CPU AMD Ryzen 3 và VGA, đó chính là chiếc GTX 1050 Ti. Và chúng ta sẽ cùng nhét tất cả những linh kiện này vào trong chiếc cây First Player Firebase X7 để xem nó thực sự như thế nào. Bắt đầu thôi. Việc lắp đặt cũng khá đơn giản và gần như không có khác biệt nhiều so với các sản phẩm cùng giá khác. Như những chi tiết nhỏ, ví dụ như khe luồn dây quạt hay miếng cắt khu vực che nguồn đủ để luồn dây nguồn phụ VGA là những điểm nhấn khá hay của Firebase X7 giúp đi dây và sâu hệ thống tốt hơn. Mặt sau dây nguồn được hướng đi theo chiều dọc mainboard và có vài mấu nhỏ để hỗ trợ buộc dây gọn gàng. Việc thiếu vắng miếng cao su che dây là không gây quá nhiều phiền hà bởi các lỗ cắt được đặt ở vị trí khá là hợp lý. Ngoài ra khi đóng nắp sau thì màu đen cũng che phủ hoàn toàn khu vực này. Phía dưới mainboard được cắt lỗ hợp lý để đi dây các cổng mặt trước, nhưng theo mình các lỗ ở đây hơi to của mức không cần thiết bởi dây khu vực này gần như rất là ít. Nói chung về mặt sau của Firebase X7 khá là cơ bản. Tổng kết lại, Firebase X7 là một sản phẩm khá tốt khi mang trên mình những đặc điểm thiết kế vốn chỉ xuất hiện trên những sản phẩm cao cấp có mức giá cao cấp hơn gấp đôi đến gấp 3 lần như miếng cắt khu vực nguồn, kính cường lực hay chắn quạt tổ ong. Mặc dù không phải quá phô trương nhưng những gì Firebase X7 thể hiện là rất tốt và xứng đáng lựa chọn một đáng quan tâm trong tầm giá dưới 1,5 triệu đồng. Và chúng ta đã cùng review xong chiếc cây Firebase X7 ở phía sau lưng mình đây. Và link sản phẩm mình sẽ để ở phần phía dưới comment. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like và subscribe channel YouTube của Hà Đạo Computer nhé. Còn bây giờ, xin chào các bạn.